Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái bộ điện của con Exciter 150 này đây. Ở đây thì mình có bộ điện con Exciter 150. Thì các anh em có nói là cái bộ điện của Exciter 150 nó rất là khỏe. Đi lắp đèn xenon, đèn led các thứ thoải mái luôn. Lý do tại sao nó khỏe thì hôm nay thì mình sẽ giải thích với anh em. Ở đây thì mình có một cái bộ điện của Exciter 150 gồm có 12 cuốn, tính từ điểm này cho đến điểm này là sẽ là 12 cuốn. Đó. Và cuốn nào của nó cũng rất là to và đều. Đó. Thì ở đây là mình sẽ có một cái bộ điện của con Attila VT5 và một cái cục sạc của con Attila VT5 ở đây. Hình thức sạc thì nó sẽ khác nhau và hình thức ở cái cuộn mâm lửa ở đây thì nó sẽ khác nhau một tí. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm chung là nó đều là điện hai pha. Ở đây thì anh em thấy một dây hồng và một dây vàng. Trên chiếc Exciter ở đây thì anh em thấy có hai cái dây màu trắng ở đây. Cái màu này nó không quan trọng do mỗi hãng nó quy định, nhưng mà cái bộ điện nó cấp điện lên thì nó sẽ rất là khỏe đó. Thì ở đây thì mình có một cái bộ của con VT5 ở đây, nó chỉ có 8 cuốn thôi nhưng mà cuốn của nó rất là to, thậm chí còn to hơn, to gấp rưỡi cái cuốn của con Exciter 150 đây đó. Và cái từ xương ở đây rất là to anh em nhé. Tương tự như vậy thì ở trên con Exciter 150 đây, cái từ xương nó cũng rất là to. Đó, đây là cái bộ điện của con Exciter 150. Lý do tại sao mà cái bộ điện của con Exciter 150 này nó cung cấp lên cái hệ thống đường sạc của nó khỏe như thế là cái do cái mâm này. Đó. Ở trên con Sirius hay là con CFI thì những cái bộ như thế này thì nó cũng tương tự như này nhưng mà nó sẽ bé hơn nhá. Cái đường cấp nó sẽ không khỏe. Và ở trên con Sirius hoặc là con Jupiter hay là con Exciter 135 á thì cái đường sạc của nó cấp lên nó sẽ là sạc bán kỳ. Còn những cái đường sạc mà của con Exciter 150 hay là con Attila VT5 như đây mình có cục sạc đây là sạc toàn kỳ nhé. Thì nó sẽ dùng hai dây dương đưa lên. Đó. Thì đây là bộ điện của con Exciter 150. Và tiếp theo ấy, thì mình sẽ so sánh giữa cái cục sạc Attila VT5 ở đây và cục sạc của mình, xin lỗi ạ, mình đã đung đưa cái máy gọi. Ok. Và tiếp theo ấy, thì là sẽ là cục sạc của con Exciter 150 đây. Đó, đây là cái đầu đèn của con Exciter 150. Thì về phần dây điện này nó sẽ tương đối là giống nhau anh em nhé. Đó, đây là cục sạc 150 và đây cục sạc của VT5. Ok ạ. Về cái nguyên lý hoạt động của con sạc Exciter 150 và cục sạc VT5 này nó sẽ tương đối là giống nhau. Nó sẽ có hai dây lên, nó là hai dây trắng ở dưới mâm lửa nó vừa cấp lên đó. Đó. Thì tương tự như vậy thì trên sạc của Attila VT5 đây nó sẽ có một dây vàng và một dây hồng và một dây xanh là dây mát và một dây đỏ. Thì ở trên sạc của con X150 ở đây thì nó sẽ có một dây đen là dây mát và dây đỏ là dây dương để báo quy và hệ thống điện trên xe. Đó. Thì nó sẽ khác nhau ở cái là nó sẽ ở trên sạc Attila đây nó sẽ có thêm một cái dây màu đen ở đây. Cái dây màu đen này nó sẽ là tính toán điện đủ thì nó sẽ ngắt và điện yếu thì nó sẽ cho đường nạp vào cái bình ắc quy của mình. Ở trên cái con sạc Exciter 150 ở đây ấy, thì ở trong này nó sẽ hoàn toàn chỉnh lưu và khi nó xả nó sẽ xả ra đường mát ở đây. Đó. Thì con ốc này nó sẽ bắt vào khung thì nó sẽ xả luôn ra khung nhờ vào cái con ốc ở đây. Đó, về nguyên lý hoạt động con sạc VT5 và con sạc Exciter 150 thì sẽ tương tự giống nhau. Một số anh em đi dòng Exciter 150 thì có nói là bây giờ là xe của các bạn ấy muốn điện nó khỏe hơn, có thể lắp thêm cục sạc của Attila VT5 này vào được không? Thì mình xin thưa với các bạn là hai cục sạc này nó tương tự như nhau. Anh em không cần phải thay hay là độ chế bất kể một con sạc gì cả. Nếu như ra quán mà các anh em thợ mà có bỏ cái cục sạc ấy đi ấy, để lắp cái cục sạc Attila VT5 này vào ấy, chỉ là bịp nhau thôi nha anh em nhé. Đó. Về cái nguyên lý và cái đường điện nó cấp lên bình ắc quy ấy thì là hai con sạc này sẽ là tương tự nhau, đều là sạc hai pha anh em nhé. Đó, đây là hai pha là do dây này. Ở trên sạc Yamaha thì đây nó có hai pha và hai cái dây trắng ở đây. Đó. Thì nó sẽ là tương tự nhau.
Cho nên là anh em không cần phải bỏ tiền ra chi phí để độ thêm cái con sạc Attila này và con EX150 này làm gì cả, cho nó tốn kém ra. Đó. Thì một số anh em mà đi những cái dòng mà Sirius hay là dòng Jupiter hay là EX135 thì muốn nâng cấp lên cái bộ sạc của con EX150 này là hoàn toàn có thể anh em nhé. Ở trên phần mâm điện của con Sirius hay là con EX135 ấy thì đây nó sẽ có 3 dây, một dây đen, một dây trắng và một dây vàng. Thì anh em chỉ cần bỏ cái dây đen này ra ở trên cái rắc ở trên này, đó, ở trên cái rắc ở trên này nó sẽ có 3 dây. Anh em sẽ bỏ cái dây đen ra, rút cái dây đen ra và anh em sẽ đưa cái dây vàng và cái dây trắng lên trên chỗ thân con sạc như con này, đó. Thì anh em cắm vào, đây là màu dây cũng như là quy cách rắc của con EX150. Đó, anh em có thể cài như này. Hai dây trắng ở dưới là hai dây cấp vào, một dây đỏ phía bên trái sẽ là vào bình ắc quy, một dây đen phía bên phải nó sẽ là mát. Mát này là mát hệ thống luôn nhá. Còn khi mà con sạc nó xả, nó sẽ là xả ra mát khung. Đó. Ok, rất là đơn giản thôi. Cái con sạc 150 này có thể là lắp cho được mọi loại xe. Nhưng cơ bản nhất là vẫn là thằng này. Cái đường sạc của mình nó có cấp đủ cho cái hệ thống bóng đèn của mình hay không, hay là anh em độ chế nhiều những cái thiết bị điện trên xe nó có cấp đủ hay không? Không phải là do con sạc. Mình xin nhấn mạnh là không phải là do con sạc này nhé, mà do cái bộ điện này. Cái bộ điện khỏe thì con sạc làm việc nó mới hiệu quả, nó mới cấp đủ. Con sạc cấp khỏe nhưng thằng mâm điện này cấp yếu thì suy ra là nó vẫn cứ yếu đó. Nhiều anh em là đi dòng Honda, ví dụ xe Jim, xe Way ấy, có độ thêm những cái cục sạc của con EX150 vào đi vẫn không đủ điện. Hoặc là những cái con sạc của dòng Attila VT5 này này, nó vẫn không đủ điện là vì thế. Do cái bộ này anh em nhé, do bộ này quyết định chứ không phải là do con sạc đó. Thì cái clip này ấy, thì mình chỉ là so sánh vui giữa cái bộ điện của con Attila VT5 và con EX150 để cho các bạn thấy là nó sẽ là như nhau. Về cái số quấn thì nó sẽ khác nhau, nhưng cái chất lượng điện và cái điện nó đưa lên thì nó sẽ tương tự như nhau. Và cái con sạc của dòng EX150 và con sạc Elizabeth VT5 ở đây thì nó sẽ là như nhau anh em nhé. Thì rất nhiều anh em là đang đi dòng Yamaha Exciter 150 này lại bỏ cái con sạc đi và lắp cái con này vào. Còn những cái anh em nào mà lại đang đi dòng Honda ấy, thì lại lắp con này vào hoặc là mua hẳn một con sạc của dòng EX150 này vào. Cái chi phí nó tương đối là đắt. Một cái cục sạc zin của thằng EX150 này nó đắt gấp đôi, có chỗ thì bán đắt gấp ba cái con này luôn. Đó. Cho nên là chi phí nó cũng rất là cao. Thì mình nhấn mạnh luôn là bên mình nó có cái sản phẩm là ổn định điện đối với cái dòng mà sạc EX150 như này. Thì bên mình không lắp được cái con ổn định điện vào. Còn những cái xe mà đã độ những cái con sạc VT5 như thế này thì có thể là can thiệp con ổn định điện vào được anh em nhé. Nó vẫn can thiệp được con ổn định điện vào những cái bộ sạc như này. Còn con EX150 thì không can thiệp được. EX135 thì vẫn can thiệp được những cái con ổn định điện này vào. Đó. Ok, trên cái clip này thì mình đã chia sẻ với anh em và so sánh giữa bộ điện của con EX150 và con Attila VT5. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ so sánh giữa bộ điện của con EX150 này và bộ điện của con Winner của Honda, xem là cái bộ nào nó sẽ khỏe hơn bộ nào anh em nhé. Ok, xin chào anh em. Mình là Kim Motul.